Chào các bạn, hôm nay mời các bạn tham quan cái khu chế biến bia, thường là bia chế bằng cái công nghiệp thì số lượng rất nhiều. Hôm nay mời các bạn tham quan cái khu chế biến bia thủ công các bạn. Và mình mời các bạn đi vào bên trong. Không mà nè, hồi nãy giờ còn mấy chai bên đây chưa giới thiệu hết luôn, mấy chai này còn mấy chai sẵn mình giới thiệu. Cái này xả là thầy. Rồi xả. Rồi. Này bạc hà, này dâu tằm. Rồi, nhiều cái loại lắm các bạn ơi. Không kết hợp với rất nhiều loại. Này củ dền. Cái này loại này thì không có nấu sợi. Thôi quý em ơi, giữ gà hay không? Đây là bia này là nấu từ lúa mì. Những cái bia kia là nấu từ lúa mạch, những này nấu từ lúa mì. Là bên kim bắc, bên đen nấu từ cái hạt anh em. Rồi. Cái hạt lúa mạch nhập từ cái nước ông đới này các bạn ơi. Tổng cộng là 24 loại luôn hả em? 24 loại. Mà thường cái loại nào là nó đặc sắc nhất trong cái 24 loại? Tức là ví dụ như nó đa dạng. Một chai cũng được. Nó đa dạng sản phẩm, ví dụ như thầy người ta hay nói là uống nặng đô, thích uống nặng đô thì thầy nên uống những cái loại này. Cái độ đắng nó cao và cái độ cồn nó nhiều. Là TDB. Triple IPA. Triple rồi. Còn ví dụ như mình thích uống loại nhẹ nhẹ. Hồi nãy cái loại hai lúa là loại là trung hòa giữa phải không? Vậy là cái loại cao nhất là cái loại nào em? Cái độ cồn nó cao nhất là? Cao nhất là loại này. Đây là cái độ cồn cao nhất các bạn. Này 12 độ cồn. 12. Này 12 độ. 12 độ cồn. 12 độ cồn là thằng 3 số 3 nó 5.3. Lần này 12 là nó giữ. Ở độ vàng. 4 Giờ anh cho tôi số đi, tại vì nhiều khi cái tặng cái hay quên. 22. Không phải cái tổng thì quên nhiều khi. Tổng cộng nãy là 24 loại hết á. 24 loại. 24 loại. Địa chỉ em giới thiệu cái địa chỉ này luôn nè. Cái địa chỉ mình ấp Thanh Nhung 2, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang các bạn. Ký tên vô mình xác nhận mình uống loại nào rồi để lần sau vô mình thử loại khác nữa. Mới có hai lúa à? Hôm nãy giờ mình vô mới loại hai lúa không ạ? Hai lúa. Mình đã như vậy rồi. Mình không biết như thế nào. Rồi cái đây là cái sơ đồ. Cái sơ đồ cái hạt lúa mạch á, tới một cái giai đoạn nó sẽ nảy mầm. Nảy mầm người ta sẽ sấy khô nó. Thì người ta gọi nó là nhang. Thì đúng cái giai đoạn đó nó tạo ra cái mầm, nó tiết ra cái chất gì đó. Thì giai đoạn đó mình nấu. Đầu vào là lúa mạch mình nha. Sai nó ra, đừng sai quá nhuyễn. Sai vừa vừa thôi. Ví dụ như một cái hạt nó sai gãy đôi, gãy ba, gãy tư thôi. Đừng có nhuyễn vô bột là được. Đây là cái sơ đồ chế biến bia nè các bạn. Mình mới vào cái nồi nấu. Cái nồi nấu này thì mình gia nhiệt cơm. Cái cấu nhiệt cao nhất 105. Cao nhất 105. Thì trong một cái quá trình nấu nó có, ví dụ như nấu 50 độ thì nó có bao nhiêu phút, 56 độ bao nhiêu phút, 70 độ. Cái giai đoạn cuối cùng là mình thấy 105. Nước thì tại vì nước của mình cái này là chuyện cộng nước. Mình đặt cái nồi nấu ở đây á. Mình sử dụng một cái nồi hơi. Cái nồi hơi bằng nhựa nhét hơi. Nhét hơi thì gọi là tầm nồi gạo. Còn nước sôi không phải chuyển tầm nồi tối đa. Vậy mình là sử dụng cái công nghệ là lấy hơi. Cái đó là mỗi người mỗi bí quyết. Sau khi mình nấu xong á, thì lúc đó mình nó tích ly được cái dịch đường từ cái hạt mạch nha lúc nãy mình xay đó. Rồi mình chuyển qua cái nồi này, nó nồi lọc. Thì lọc lúc đó mình lấy cái dịch hèm thôi, lấy cái nước thôi, người ta gọi là cái dịch hèm. Còn cái bã đó bắt đầu mình cho gia súc ăn, mình lấy ra ngoài cho gia súc ăn. Cho vào cái nồi lọc xong, mình cho vào cái nồi xôi hoa. Thì lúc đó là cái hoa bia này, cái hoa màu xanh xanh mấy thầy thấy là cái này. Cho lại.
thì khoảng bao lâu? Là ở đây trồng được không? Dạ. Ở đây mình trồng được không? Nó cũng sống ở vùng biển. Đợi xíu là nhập về phải đóng lạnh về làm gì đây? Như vậy là tư ra là khô. Khô. À, người ta thu hoạch xong người ta sấy khô, rồi người ta xay nhuyễn, người ta ép nó thành viên giống như viên. Mình không có gì ta thấy, không thể thấy được ha, chỉ để lệ thuộc với vậy. Như vậy còn mỗi cái nguyên liệu này là mình nhập, chủ yếu nhập hết. Nhập cái nước ôn đới. Là tạo hương vị thôi. Chọn khi mà lên trên nàng bốn chữ nàng là mình chưa sử dụng. Cái đó nó sấy khô á rồi nó giống vẻ rồi. Thầy không lấy thì thầy lấy chứ đồng không có được. Thầy lấy gì? Hầm bốn rồi, hầm bốn rồi. Mở hầm bốn rồi, hầm bốn rồi. Thật ra mục đích của thầy là gắn máy lạnh cho đó được. Thầy với cô là bằng vàng hạt nhẹ máy lạnh. Ví dụ muốn thôi. Cho thầy. Sau khi mình lúc sôi xong á, mình vào cái lỗ sấy để mình lấy cái dịch cái trong á. Bắt đầu mình cho qua cái này là hệ thống trao đổi nhiệt. Hồi nãy nó đang đây là 105 đúng không? Rồi xong mình cho nó qua đây cũng ở cái nhiệt độ đó. Xong mình qua đây thì cái lá trao đổi nhiệt này một bên là nước lạnh, một bên là dịch hàm nóng, thì hai thằng trao đổi thì nó làm lạnh cái này, nó làm giảm cái nhiệt độ của cái dịch hàm nó xuống về khoảng chừng 27-28 độ phù hợp. Bắt đầu mình cho vô cái thùng nhiệt độ phù hợp để nó lên men. Cho con men vô. Cái này mình cho con men bà vô. Bà lấy men xong ta đưa vô nó mạnh hơn khối cơ. Mới công đâu người ta chơi này được. Nấu đủ để có một công đoạn 1/3 này nó phức tạp hơi nhiều ha. Cho nhiều. Men vô thì con men nó sẽ ăn cái dịch hàm đó. Nó tạo ra những cái chất đặc trưng của bia. Ví dụ như những ester thơm, những cái mùi thơm của bia. Cái đặc trưng mà tự nhiên mình cầm một cái ly lên biết ly đó là ly bia, hoặc là mình cầm cái ly lên biết ly đó là ly nước ngọt. Là chỗ chỗ này là công độ đó là nó đặc trưng vì bia nó khác, cái nhãn nó khác. Rồi qua đây thì nó là mình đổ thêm hoa nữa thì nó sẽ tạo ra là giống như các loại bia giống nãy đó. Cái này là ở đây là bia bốn loại bia cơ bản, đây là bốn loại, ở đây là bốn loại vậy ra đây, muốn nhìn ra cái gì là vô đây để nguyên liệu vô là bắt đầu dành trong đó là thầy muốn vô xả hay là vô bữa giờ gì đó là vô đây hay là vô ăn uống ở khen ăn mà công gì đó là về đồ này nó còn là nó bỏ ăn công nó ở đây đó nó ở đây không được ra đâm chai. Đâm chai là hết rồi. Đâm chai hết rồi bị. Đây, đổ ra chai nữa. À, lọc chai đoạn này là mình có mấy cặn mà mình ngâm rồi đúng không? À, bia đây là đang đi giai đoạn nào rồi chú? Cái đây là cái nồi nóng. Là cái nồi này là cái nồi đồng mình đang thấy. Mới vào cái bước cái nồi là cái nồi này. Trong á, thứ ba là cái nồi đồng thứ nhất là cái nồi đồng là nấu nè. Đi đây là tôi còn bên đây là giai đoạn mấy đó. Cái những cái bồn nắp to này là giai đoạn ủ nguyên chính. Từ nguyên liệu này ra tới đoạn ống này mình là khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Tới đây là khoảng 25-30 ngày tùy loại bia. Rồi cũng lâu vậy ha. Từ tới đây thì lại tùy loại bia nữa. Có loại bia đủ đế là trong vòng 24 giờ này. Vậy là cái tháng này. Vậy là mỗi một thùng có mình tưởng luôn lẹ. Vậy là khác nhau. Mình có nhiều cái công đoạn. Không vậy. Mỗi công đoạn nó phải liên tục dây chuyền nè. Không có tao đó mình à. Ta chữ chẳng hạn 3 ngày. 3 tháng mới ra được cái bia. Cái bia mình sử dụng lâu rồi. Công đoạn vậy mà nhưng mà phải nhiều cả để là nhiều cái loại mới giờ mình tham quan đến đây các bạn ơi. Anh là tới đây là mình sắp ra sản phẩm chưa anh? Dạ. Sắp ra sản phẩm chưa tới công đoạn này đó? Đến đây là ra sản phẩm. Đang ra hả? Không mà tính vậy là thời gian là ủ mà tới ra sản phẩm 30 ngày luôn, lâu quá hả? 21 đến 30 ngày. Thì lâu quá, đó giờ mới biết luôn á. Ra được cả đêm mà kia đi 21 30 ngày.
Nãy giờ mới nghe cái anh hướng dẫn ảnh ngoài kia anh nói là vậy là cũng lâu quá ha. Từ ngày mình ươm lên khoảng 30 ngày mới ra cái bia thành phẩm các bạn, lâu, khá lâu. Đây là chủ yếu là sản xuất bia thủ công. Cái hiệu đó các bạn. Các bạn thấy cái hiệu bia này cũng đang vươn ra thị trường. Các bạn thấy đang vươn ra thị trường. Không mà cái điểm này mình mới tìm hiểu phát hiện luôn ha. Đó giờ đi vậy cho tụi nhỏ nó tham quan cái mô hình này, đó giờ mình tưởng cũng vài ngày, mình tính này là một tháng mới ra cái sản phẩm luôn, một tháng lâu thì vô cho nó tham quan biết quy trình vậy thôi. Trong cái khâu này cái khu này là tính cái chưa chưa đóng chai là còn tươi luôn á, tươi luôn ha, tươi. Anh nhắm môi thôi chứ anh đủ nguyên cái nữa, chịu nổi ngồi lít đâu rồi ngồi lít nó chết luôn. Cái này là cái sản phẩm chưa đóng chai các bạn ơi. Tại nó có chưa đuổi mà sao về đúng đang thử mình quả bán quản bá thương hiệu luôn rồi cho giờ mới đúng lỗ bia này. Nãy giờ uống bia chai khác nha, ngày mới uống rượu mà nóng lạnh luôn á, cái này bây giờ đúng rồi. Uống gì nãy giờ nửa tiếng đồng hồ hơn rồi. Không, nãy giờ mới không quen thấy cái màu nó khác. Hồi nãy giờ công đoạn này mới là công đoạn này, cái công đoạn chính bia này là bia cơ bản thôi. Công đoạn chính á, chưa pha đều chai không, cái này là chưa pha luôn á. Mình là tính là nó nguyên nguyên chất rồi. À, uống ngoại ly đi. Đó, uống rồi đó. Nhắm môi. Rồi, anh nói, hai anh em mình... Có hương vị. Rồi không? Từ cái hạt ra này nè. Từ cái hạt này chế ra... Đúng rồi, ăn sống dữ lắm à. Đây là gọi là lúa mạch mà lúa mạch mạch nha là sai lan lên trang mạch nha đang giờ là mạch nha hay lan mạch nha mạch nha nếu đúng dùng đúng từ nó là mạch nha không là mạch nha là lên men mình lên cho nảy mầm mới nảy mầm thì nó là đang giai đoạn bây giờ lúa mạch nó nảy mầm khi nảy mầm thì lượng đường nó rất là cao thì bạn mới lẩu men nó làm sẵn luôn hả ta làm sẵn luôn hả cái vị nó đặc trưng lắm các bạn vậy cái này là cốt cái này rất là nặng rồi. Cái loại bia nặng hơn nãy. Đây nó đậm đặc mình còn này còn như khi chúng chưa sai phải pha chế. Không, thật sự là... Cái gì nó tại pha... vì cái bia vàng hồi nãy là bản thân là mình cái độ còn nó thấp. Giống như nãy em nói là có nhiều sản phẩm á. Ví dụ như mình uống nhẹ nhẹ độ thì uống. Còn cái loại này là nó khoảng 6 chấm. 3. Cao nhất là 12 chấm. Này là 6 độ cồn 6 chấm các bạn. 4.5 độ cồn. Bây giờ thì mình phải nấu đúng 4.5. Bây giờ là không ở giai đoạn nấu á. Em ba bây giờ 4.5 thì là khoảng 60, 4.5 là nó gấp 10 mấy lần. Thì tức là một ly này pha có thể là mười mấy lít nước. Không phải một lít này và với mười mấy lít nước.
Cái vị nó đặc trưng lắm rồi, cái vị nó khác lạ. Nó không giống Heineken mà không giống Tiger. Vị rất đặc trưng. Thơm, cái mùi khó tả lắm các bạn. Gọi là giống bia đen. Hoa để cho nó lên men nữa thì nó mới tăng độ. Còn nếu mà cái này đóng gói sao? Qua mình để tạo vậy thôi. Còn mà mình muốn là sản xuất dây chuyền của nó để ra nhiều thì mình phải mua về gốc để mình. Cái gốc là từ lúc nấu luôn hả? Chứ không phải chế ra, chứ mà mình làm vậy là không có sản xuất đâu, không hiệu quả kinh tế đâu. Em cho anh thắc mắc chỗ là nếu là gọi bia đen cái nó khác gì với bia đen của Nhật? Nhật nó có cái gọi bia đen cái thùng á. Thì hồi nãy em mới giới thiệu đó. Tùy vào cái người nấu bia, người nấu bia là nghệ nhân mà dựa vào rất là nhiều loại hoa này à. Dựa vào cái công thức khi người ta nấu thì em nấu khác với thầy, cũng là những cái loại hoa cũng lúa mạch đen đó, nhưng mà khi em phối trộn khác cái thầy phối trộn chỉ ra bia khác à, đà bia đen khác mà hỏi còn nữa đi. Cái này là đúng rồi, biết ai cũng biết là tổng tầm ml rượu này là sao quá. Tức là 100 ml bia đó à, đó còn nó là 4.5 hay là sao? Anh giải thích. Tức là khi người ta đo á, người ta đo trong này khi mình lấy mẫu á, mình đo thì trong cái thiết bị máy nó cho mình ra là 4.5 là sao? Thì ra giải thích ha. Tức là tôi hỏi là 4.5 là 4.5 của là cái nghĩa gì á? Dựa trên cái gì phải không? Ừ, dựa trên cái gì á? Rồi, tài xếp, là kiềm chuyên gia nó nguyên. Không có một cái này trả lời được, cái chuyện đó. Ông ơi, cái đo nồng độ, nồng độ còn, tức là độ còn 4.5 là 4.5 trên 1.000 ml. Cho ngàn ml. Nồng độ người ta gọi là nồng độ thì nồng độ như 4.5, tức là 4.5. Ngàn ml à? Nồng độ còn của nó. Ví dụ như anh nói là 4.5 của 1.000 là 1 lít. 1.000 ml là 1 lít. Tôi biết. Đó là cái câu hỏi đó mà không ai trả lời được con câu hỏi đó. Mà người ta sử dụng hiện nay đơn vị đó là trên 1.000 ml, tức là 1 lít. Nhưng mà cái đó là mình phải lại trả lời sao? Đó là nồng độ cồn. Nghĩa là 4.5 nồng độ của nó. Nồng độ nghe nồng độ là đơn vị là 1.000 ml. Nó chỉ là sao? 1 lít là 1 lít á, trên 1 lít. Nó chỉ đơn giản là độ cồn. Nồng độ. Độ cồn tính được 100. Trên cái hóa học. Này thằng em nó hóa học nó trả lời nè. Cái hóa học. Bình quá quá, bình quá. Nồng độ người ta tính đó, nó không chỉ 1.000 ml. Không, mà giờ 4 tính được 100. Có thể là xe phần trăm đúng không? Không, không, không. Phải tính theo diện tích. Phải tính là trong 100 ml thì nè, nó sẽ có 4.5 ml là cồn nguyên chất. Phần còn lại là anh nghĩ vậy đó. Đúng mà anh nghĩ vậy đó. Theo nghĩa của độ cồn đó. Nồng độ cồn của nó là anh nghĩ vậy thôi. 1.000 là mình sẽ được 45 ml. Đơn vị mày quá không, anh nghĩ vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi nó lại khác là để coi lát ta trả lời sao. Tức là mày giải thích theo lý thuyết anh hiểu. Coi biết đâu biết rồi. Tất cả cho mày nghe. Nó đang phân tích. Ví dụ 100 ml bia thì có 4.5 ml. Tức là theo đúng định nghĩa sẽ nhậu mà. Là đúng 4.5 ml. Có gì đâu mà để giải thích. Này là như cái lúa mạch là rang lên rang là tại lúa mạch nó tính sao thì ví dụ như nói tính là 100 ml vậy thì mình sẽ nhận đúng như đúng rồi. Nhưng mà phút hồi nãy là em chưa có rành bên em. Nếu mà mình uống một chai là 330 ml. Nhưng mà anh ấy nhân 4.5 nhậu 0.045 là mình sẽ ra đầu còn để mình quy về một lít rượu mình uống 4.5 ml. Mời các bạn vào trong đây mình tham quan cái khu này luôn các bạn ơi. Đang chế biến nè.
các bạn. Anh, vậy là cái lượng mà mình để sản xuất bia này là cái lượng công nhân nó đâu không nhiều anh. Không nhiều hả? Bên ta khách thì 4 người thôi. Là cái người mà cũng như đứng đầu quản lý hết là cái anh quản lý từ khâu vào khâu quản lý hết các khâu là cái anh bên đây hả? Không, anh giám đốc người Hà Nội. Ảnh quê ngoài kia hả? Một nhà máy đang ở ngoài kia. Nhà máy thứ hai, chi nhánh thứ hai. Không, mà cái hiệu bia này anh nói cái hiệu gì nói lại cho mấy quý khán giả nghe là cái Silometer. Cái nguồn gốc xuất xứ công nghệ nó là ở đâu anh? Công nghệ của nó thì mình áp dụng công nghệ của nước Nhật yếu, nhưng mà do người Việt làm. Mình sáng chế làm cho nó phù hợp với cái đặc trưng của vùng miền của mình đây. Còn anh thực sự là anh Cường, tên là Cường, là lấy cái củ ở đâu? Vậy là cái chi nhánh ảnh cái ngoài Hà Nội rồi ảnh là thứ hai à? Rồi cái sản phẩm mình đầu ra đó là có vươn ra cái thị trường các tỉnh không anh? Ở Việt Nam thì chủ yếu là thành phố Đà Nẵng, từ Nam miền Trung. Không, mà trước đó giờ là trong địa bàn Tiền Giang là chưa, lần đầu tiên là sử dụng cái loại bia này luôn á. Bên này cũng 2 năm rồi. 2 năm hả? Là 2 năm nay. Còn xuất đi thì có xuất đi ở Nhật. Có xuất Nhật nữa hả? Xuất Nhật là mình vô cái thùng, sao có thùng nào giới thiệu cho có không? Có ở đây có cái thùng nào mình xuất đi Nhật không, giới thiệu luôn nè. Có. Mấy cái loại này em. Đây hả? Sản phẩm kinh lách rồi mấy cái sản phẩm nguyên lon. Có lon hả? Nãy giờ là thấy bên kia chai không, mà là còn cái lon là mình tự đây mình đóng luôn ha. Ở đây chưa có lon. Cái nhiều sản phẩm thế là chủ yếu 24 loại kia là chai không? Dạ, còn lon thì chưa có. Còn khi mình xuất ra Nhật đó là chai hay lon? Chai không? Như chai hoài vải luôn. Mấy cái chai vải luôn là mình xuất Nhật. Để anh nói chuyện với anh của mày thôi. Biết rồi. Anh giúp người Nghệ An hả? Nghe giọng là biết Nghệ An là quê của bác. Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng gần đó không? Dạ. Em vô đây là mình làm đây là sinh sống. Làm đây 2 năm rồi, em ở bên Cần Đức. Còn nước Long An. Hỏi là mày chứ nhá, chạy khẩu xong rồi thấy chứ. Đây là những cái máy móc sử dụng các bạn. Ê, chào em. Rồi nãy giờ mình đi tham quan cái khu chế biến bia, cái hiệu đó các bạn, cái hiệu bia này cũng khá mới đó các bạn ơi, có đi xuất khẩu nước ngoài thương hiệu rồi các bạn, Master, về Master. Rồi nãy giờ mình đi mới gặp, rồi cho phỏng vấn chút, em làm trong đây lâu chưa? Dạ, hả? 2 năm hả? Là quê ở đâu em? Hả? Ở đây mình, em là mới 5 năm. À, là em là làm bên công đoạn nào? Nãy giờ đi không có thấy bóng hồng nào, toàn mấy anh không à? Hả? Mình em với chị kia. Rồi công đoạn em là bên thư ký hay gì? Như là ở đây là mình bên em, như là không có nhà mình làm. Là như bao quát hết luôn. Rồi, nhưng mà khâu chính là khâu nào? Mà cái bia này là cái thương hiệu đó em đọc chữ là cái tên gì? Hồi đó giờ ở địa bàn Tiền Giang luôn là anh cũng chưa, lần đầu mới sử dụng cái loại bia này. À,
mấy anh mới giới thiệu. Đó là lần đầu tiên luôn, mới sử dụng luôn á, thì cái địa bàn sát bên đây luôn mà không biết. Rồi. Rồi cảm ơn em ha. À, đây là những cái chai để mà đóng vào nè các bạn. À, có thể đi những cái này là mặt hàng đi xuất khẩu nè các bạn ơi. À, vô thùng. À, các bạn tham quan thấy cũng đầy thú vị các bạn. À, những cái chai lọ sử dụng các bạn thấy nó cũng rất là sạch sẽ, hợp chuẩn vệ sinh luôn các bạn. Rồi đó là những chia sẻ của mình về chuyến tham quan cái cơ sở sản xuất bia. Xin chào tạm biệt các bạn.